Chào mừng mọi người đã đến với kênh của Đi Bộ Hông và Vi Đi Bộ. Nghiêng Đi Bộ là hai đứa con gái, và đây là chuyến du lịch của hai đứa con gái. Hai ngày một đêm tại Đà Lạt, và tụi mình đã thuê một con cào cào để chạy khắp cái Đà Lạt. Con này mình thuê tại Adventure Đà Lạt với giá là 300.000 một ngày. Thì mình thuê trong vòng 2 ngày. Và trong 2 ngày đó tụi mình đã tự đèo nhau đi khắp cái Đà Lạt này mọi người. Và cảm ơn của mình mà chạy cái chiếc xe này hả, thì biết chạy tới cô nè. Và nó nặng nha mọi người, nó khá là nặng để điều khiển. Và mọi người biết đấy, khi chở một con heo như con Vi thì di chuyển cái chiếc xe này khá là khó. Tụi mình trải nghiệm ra được một điều là du lịch đâu chỉ có nghỉ dưỡng, du lịch còn là khám phá mà, là thiên nhiên, là té. Xong rồi đứng dậy ở bên Nhật Bản cùng đi bộ hông tại lửa Việt mùa thu này. Trải nghiệm thật bằng tất cả các giác quan. Mùa thu hữu hình, một niềm tự hào của Nhật Bản, Shinkansen. Và trải nghiệm đi thuyền đáy gỗ trên sông Hosegawa. Du lịch còn là văn hóa, còn là ẩm thực, còn là an tâm và trọn vẹn. Thắc mắc về hồ sơ visa đi Nhật Bản, liên hệ ngay đi bộ hông để được tư vấn nha mọi người. Nhật Bản đẹp lắm, thu này đừng lỡ nha mọi người ơi.